Xin chào mọi người. Clip này thì Vita cũng xin muốn gửi đến anh Hải Bánh 22 năm tù chung thân xuống còn 22 năm tù gì đó. Thì ảnh cũng mới ra tù thì mình xin muốn gửi clip này và đến mình xin muốn lì xì anh đô la ăn Tết là thứ nhất. Cái thứ hai là Dita cũng muốn tặng anh một bộ găng sứ miễn phí luôn. Anh thích làm miền Bắc hay là Sài Gòn cũng được. Rồi sau cái thứ ba là Dita tặng cho anh hình xăm. Anh thích xăm hình gì cũng được và sửa hình xăm miễn phí luôn, nguyên body luôn. Lạnh quá. Bang mình bây giờ đang có tuyết đó quý vị. Thì mong là các bạn share đến tay anh và gia đình anh. Thì có gì liên hệ cho Vita bên cái nick của Vita nửa triệu người theo dõi Hoàng Anh Lê, dấu tích xanh. Chúc cho bà con nhiều sức khỏe, lúc nào cũng luôn yêu thương mọi người. Một ngày làm ác phước liền giảm mất, một ngày làm thiện hỏa tử lìa xa. Bye bye mọi người.